Tóm gọn lại đó là vị này mến mộ Phật pháp và cũng có tìm hiểu về cái nội dung của giáo pháp, và có cái lòng là muốn quy y Tam Bảo. Tuy nhiên á, cha mẹ thì không có theo đạo Phật, cho nên là cha mẹ buồn. Bây giờ thì vị này hỏi là làm sao để giải đáp cái gút mắc, tức là bây giờ mình muốn theo Phật nhưng mà gia đình thì không có muốn. Nói như vậy, ngay cả như ngài Xá Lợi Phất, ngài cùng với các em của ngài đều đi xuất gia, nhưng mà mẹ của ngài đó, mẹ trong cái kiếp chót của ngài đó thì rất là hận Phật giáo, và bà cũng không có tin Phật, không theo Phật. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất, ngài đi từ cái hồi mà ngài còn tuổi trẻ cho đến khi mà ngài về già, ngài rất là già rồi, ngài chuẩn bị ngài viên tịch, ngài mới về để ngài độ mẹ của mình. Trước đó ngài không có độ. Bởi vì sao? Bởi vì á, cơ duyên chưa có tới. Mà khi đó ngài đã chứng thánh, ngài chứng thánh từ hồi trẻ mà ngài vẫn chưa có độ, ngài để đó đến khi già rồi, chuẩn bị viên tịch rồi, ngài mới về ngài độ mẹ của mình. Cho nên trong cái chuyện mà độ gia đình, nó cần phải có thời gian, quý vị, cần phải có đủ nhân duyên. Chứ còn mà mình gượng ép á, là mình muốn cha mẹ mình hiểu ý của mình, theo ý của mình thì khó lắm. Trường hợp của quý vị cũng tương tự như vậy thôi. Quý vị mến mộ theo đạo Phật thì quý vị nghiên cứu học hỏi giáo lý, và sau đó đó quý vị thực hành, như là mở cái lòng hào sảng ra, có lòng giúp đỡ mọi người, dù cho người đó đó là có theo Phật hay không theo Phật, mình thương tất cả mọi người như nhau, có tâm từ với tất cả, dù cho họ có theo Phật hay là không. Rồi chúng ta là một người có giới hạnh, biết giữ giới. Chúng ta là một người dễ thương đối với mình và đối với những người xung quanh. Quý vị tu tu tập đó, tự phát triển chính mình. Rồi đó, cũng đừng có vội độ cha mẹ của mình. Tại vì đôi khi đó, thời cơ nó chưa tới. Cứ lo tu mình đi, như ngài Xá Lợi Phất, cứ lo tu mình đi. Rồi thì khi nào đó, thời cơ nó tới thì mình nói chuyện với cha mẹ, rồi mình độ cha mẹ sao vẫn chưa có muộn. Còn bây giờ á, theo cái thông tin mà quý vị cho sẽ biết, thì có lẽ là hiện tại bây giờ cái người đặt câu hỏi này vẫn chưa tự chủ được tài chánh, vẫn chưa phải là người chủ ở trong gia đình, và thậm chí á, là tuổi đời có khi cũng còn rất là trẻ. Cho nên á, là chúng ta chưa có đủ cái năng lực để độ cha mẹ đâu. Lo tu đi, lo phát triển bản thân của mình, rồi thì từ từ thời gian nó sẽ tới, còn bây giờ mình vội quá chưa có được. Sư thấy có một đặc điểm như vậy nè, những người mà mới biết đạo á, mới biết đạo Phật á, họ thường dễ có cái khuynh hướng là đi kêu gọi mọi người là phải theo Phật, rồi họ rất là nỗ lực khen Phật rồi hoằng pháp, hoặc thậm chí là chê hết đạo này, chê tới đạo kia, họ muốn gọi là muốn cho người ta là thay đổi để có được cái chánh tri kiến, nhưng mà nó vội lắm quý vị à, nó vội lắm. Hồi xưa sư đã từng có thời gian, lúc đó chưa có, như là chưa chưa có lên tỳ kheo đâu, chưa lên tỳ kheo, từng có thời gian là cũng mà nhiệt huyết lắm đó. Đó. Nhưng mà sau đó, khi mà nó chín bớt rồi đó, nó mài bớt những cái góc cạnh đó, thì mình mới thấy là hồi xưa mình trẻ con đến như thế nào. Cho nên là
Nói đi nói lại cũng chỉ quanh quẩn một vấn đề thôi, nỗ lực phát triển chính mình. Khi mình là một con người hiền thiện rồi, từ từ á, thời gian sẽ tới lúc mình có thể độ được cha mẹ. Còn bây giờ còn mới quá thì không có nên, bởi vì nó sẽ có những cái bất cập mà mình chưa nhìn thấy đâu. Về vấn đề này thì chắc có lẽ là mời sư Chánh Tâm bổ sung. Đến đâu đây? Dạ. Thì kính thưa quý vị, tôi xin phép tôi tóm tắt cái câu hỏi này một chút. Tôi tóm tắt có mấy chữ à. Dạ bà thưa sư, dạ bạch sư gì đó. À, con muốn theo đạo Phật mà cha mẹ con phản đối quá. Con xin chư cho lời khuyên hết. Dạ, câu hỏi nhiều đó. Quý vị làm tôi đọc nãy giờ không hiểu chưa anh? Trên sáng tôi đọc câu hỏi tôi không hiểu. Thì sư thì Đức Hạnh Tề đây tóm tắt thì tôi mới hiểu hiểu. Nên thưa. Rồi cái trường hợp này thì xin thưa quý vị, cái bệnh của quý vị anh Vũ Thiên Tệ nói mà cái bệnh này là muốn môi ruột môi gan cho người ta thấy. Khi mà chúng tôi về về nhà đó, quý vị biết chúng tôi về thăm mẹ cha đó với tư cách gì? Chúng tôi là một vị tỳ khưu, một vị sư trong giáo phận, trong trong giáo pháp. Chúng tôi đi về với tư cách chỉ là một người con đi về thăm mẹ mà thôi. Hả? Ở mẹ khỏe không, dạo này nhìn mặt cái rồi đơ lên đường thôi, thuyết pháp không vậy, không cũng chả muốn bả theo đạo nữa rồi, thì nó quá nản rồi. Ở đây á, đây mình phải hiểu, mình thấy ngày sau Phật, ngày Đắc A La Hán sau ngày độ sáu người em, sáu người em của ngài, mà ngài còn không độ nổi bà mẹ, mà đợi tới cái ngày cuối cùng, cái đêm cuối cùng sáng là ngày Niết Bàn rồi, cái đêm đó ngài mới độ được bà. Thì mình thử hỏi cái vai trò của mình ở trong đạo là gì để mình có cái tư cách đó không, để mình độ cha mẹ mình hay không là một chuyện. Ở đây không phải nâng cao, nhưng sư chúng tôi là những vị sư cũng có lẽ là thông hiểu giáo lý một phần nào đó, rồi cũng hành được một chút pháp hành. Với cái kiến thức và với các pháp hành như vậy, chúng tôi đem về nhà cha mẹ chúng tôi coi như đồ bỏ. Thì hỏi quý vị chân nước chân ráo vô đạo quý vị, chúng tôi ít nhất cũng 3 điểm, quý vị có nửa điểm thì quý vị lấy cái vốn liếng gì để bị độ gia đình, không thể nào độ được. Mà cái chỉ độ được họ đó chính là cái sự thay đổi của vị về cái tập xấu. Hồi xưa mình về 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 mình tu làm sao mà theo cái đạo mình, làm sao mà mình đổi được, mình thay đổi được. Hồi xưa mình tánh mình hay nóng, mình tu với thời gian mình điềm tĩnh lại, mình từ tốn, mình từ bi. Mẹ mình biết hết, mẹ mình là cái người không ai gần mình mà mẹ mình bằng ba mình. Mà khi mình theo đạo mình thay đổi được cái hướng tích cực thì cái người nhận ra đầu tiên là cha mẹ mình, chứ không phải ông hàng xóm, không phải đồng đạo mình, không phải những người cùng đi chùa với mình, họ đâu để ý đâu. Nhưng mà cha mẹ mình thì tắt me chút là ông bà biết ngay con mình thay đổi. Mà thay đổi này á, nó có hai khía cạnh. Thứ nhất là lớn lên từ từ có tuổi rồi nó cũng thay đổi chút ít, cũng hiểu biết, không giống như hồi nhỏ. Cái nữa thứ hai là do cho mình thực hành giáo lý, mình học giáo lý, mình hiểu biết và mình thực hành thiền, mình bớt sân, bớt tào lao, bớt này cái nọ, những cái tào lao của mình, ba trận tào lao của mình hồi đó giờ. Thì chính vì cái cạnh đó cho nên cái người cha người mẹ mình là cái người hiểu rõ mình biết. Mà họ thấy một cái vấn đề là họ sẽ cãi không được với mình. Còn mình cứ đem Phật pháp ra mình cự lộn với ông bả, mình bắt buộc ông bả sẽ nghĩ thì theo cái đạo gì không biết. Tôi thấy mày bực, mày nó mất dạy hơn hồi xưa. Tôi thấy mày ba trợn, tôi thấy mày mất dạy, mày hỗn quá. Không biết mày theo cái gì, thầy mày dạy không, thầy chùa dạy, ông sư phụ mày dạy mày cái gì, mày về nhà mày toàn mày nạt nổi cha mẹ không? Thì nó không được. Cho nên khi mà chúng tôi về nhà, chúng tôi cũng phải câm nín, không có tiếng pháp được, không có nói đạo gì được hết. Chỉ biết tư cách là còn người con lâu lâu về với ông bà nhìn mặt thì đi thôi, cũng phải lâm y đi, cái điểm có một buổi về ăn rồi bữa cơm như đó rồi thôi. Rồi lâu lâu chúng tôi cũng mời chư tăng về, chẳng qua là với cái tư ý nghĩ rằng để cho bà làm bữa cơm, bà ông bà đãi chư tăng ăn, giống như là để cha mẹ có cơ hội cúng dường đến tăng một bữa cơm vậy thôi. Xong không thể nào nói gì được. Mà đó ở đây là với tư cách là một vị sư mà cũng không được, thì quý vị mới vào đạo thì chân ướt chân ráo thì lấy
cái đảm lực nào với chị đồ đổ gia đình, đồ gia đình ở đây á, mình tu cho mình thôi, còn gia đình bó tay rồi thì thôi, nhân duyên tới thì hay, biết đâu một ngày nào đó ai có nhân duyên một tiếng thôi là bả xách dép xách khăn bả đi tu luôn nha. Còn mà mình cho nói là khi mà có nhân duyên với nhau đó, một lời nói thôi đã đánh thức được rồi, còn mà không đủ duyên á, vì có ngàn lời đi nữa cũng vô dụng. Đối với mẹ mình hay đối với những người khác cũng vậy, một câu một chữ người ta đánh động tới cái ý thức người ta rồi. Còn mà mình đã không đủ duyên rồi đó, mình có làm cách mấy mình có nó phản tác dụng hết, mà mình càng nhây nữa, nói ít mà ta hiểu nhiều, còn nói nhiều ta không hiểu thì sao. Cho nên nó đối với người mà phản đối mình đi tu á, sư được hơn cái là cha mẹ đi tu, cha mẹ chịu tu diễn biết đi tu là được. Mà quý vị mà bị phản đối đó, quý vị phải dùng cái pháp nó còn gọi là nó bị phải tu cần hơn vậy nữa, để cha mẹ mình biết à, dù sao không, nó theo cái đạo đó đó mình không đồng ý, nhưng mà nó thay đổi bản thân đó chứ nhà dạy được ai dạy được mình, những cái thơ tật của mình và cha mẹ mình biết hết rồi, mình làm sao mình thay đổi được chính bản thân mình. Đây là cách giáo hóa cha mẹ tốt nhất. À, xin mời hai vị Đức ạ. Xin phép cắt ngang tí xíu tại vì cái cô mà Hoàng Hiền Ngô á, cổ chá với cái ý là cũng góp ý nhưng mà không có đồng ý theo cái cách mà các sư đã nói. Nó như thế này thưa cô, là cô có phải là người gửi câu hỏi này hay không? Tại vì đó sư, nếu như cô là người người gửi câu hỏi á, thì cô nói thì sư sẽ điều chỉnh lại cho nó phù hợp với tình hình của cô. Còn nếu như không phải đó thì sư đang trả lời với trường hợp này chứ sư không trả lời với trường hợp của cô. Cô phải hiểu là mỗi một trường hợp chúng ta phải có cách giải quyết khác nhau chứ chúng ta không thể giải quyết giống nhau được. Nó giống như một cái một cái cây khô á, một cái cây khô mà chúng ta uống nó sẽ gãy, mà một cái cây mà nó tươi á chúng ta uống thì nó sẽ cong. Thành ra ở đây á là sư căn cứ theo cái trường hợp của người đặt câu hỏi là cái bạn Kiệt mình, chứ sư không căn cứ theo trường hợp của cô, tại sư không biết trường hợp của cô là như thế nào. Nhớ giùm cái chuyện đó, chữa bệnh là phải chữa theo trường hợp của bệnh nhân chứ không phải là chữa theo trường hợp của cái người đang ngồi ở ngoài cửa đấy. Cho nên là sư gọi là tùy bệnh mà bốc thuốc nha, chứ gọi là mình hiểu mà hiểu nhầm á thì nó dẫn đến rất là nhiều những cái tai hại. Những trường hợp mà cha mẹ có thể mình giúp mình nâng đỡ từ từ, có một vài trường hợp sư vẫn kêu là cha mẹ nên tạo điều kiện cho cha mẹ cứ tới học giáo lý đi, cứ tới học giáo lý, không bổ chiều ngang cũng bổ chiều dọc đó, rồi học xong rồi đó rồi thì cứ làm phước rồi cúng dường từ từ đi lên. Nhưng có những trường hợp sư không khuyên như vậy, mà sư phải khuyên là làm ơn làm phước đừng có đưa cha mẹ đi học giáo lý. Trời đất ơi, người ta căn tánh, mình căn tánh trí thì mình khoái đi học giáo lý, người ta căn tánh tính người ta không có đi học giáo lý, người ta căn tính căn tánh tấn người ta cũng không có đi học giáo lý. Cứ cho người ta đi vô chùa, trời ơi, làm ơn làm phước cho cha mẹ vô chùa, nói thôi bây giờ cha mẹ vô chùa thì già rồi vô chùa làm công quả đi đó, cứ quét sân rồi cắm bình bông rồi này nọ kia đó, cứ như vậy làm tới thôi, rồi từ từ cái phước nó sẽ thay đổi. Còn riêng trường hợp của cái vị này là sư lại khuyên khác, đó là cứ để nó đi, để cha mẹ đó đi, mình lo phát triển bản thân của mình rồi từ từ á cái cơ hội nó tới, điều kiện nó tới thì mình sẽ giúp được. Cho nên á quý vị phải biết tùy bệnh bốc thuốc, chứ còn trời đất ơi thời nay làm gì có cái thuốc mà gọi là chữa bá bệnh á.
đấy, cứ đòi chữa giùm mình nha. Rồi thôi, cái này không biết là Đại Tường có chia sẻ gì hay không. Dạ có. Dạ thưa hai vị đại đức, dạ thưa quý vị, cái đại đức hành tuệ á và đại đức chánh tâm á, khi mà trả lời cái câu hỏi này, đặc thù cái câu hỏi này, phải nói dùng cái chữ mà đặc thù câu hỏi này, thì hai đại đức rất là nhấn mạnh cái chữ mà gọi là nhân duyên, thưa quý vị, chữ nhân duyên. Cái chữ nhân duyên đó thưa quý vị, đôi khi á mình hời hợt mình nghĩ, hay là đôi khi mình dùng cái tư duy của phàm phu á, mình nghĩ đó, nó đôi khi nó đơn giản, nhưng mà thật sự chính vì hai chữ nhân duyên này nó xảy ra biết bao nhiêu thứ chuyện, và nó là nó giống như một cái gói tơ vò thưa quý vị. Để hiểu hai chữ nhân duyên không thể, không phải là dễ đâu. Giống như để đến hiện tại có dẫn chứng cái tích chuyện của người mẹ trong cái thời Đức Phật Gotama đó, thời Phật Gotama, người mẹ mà đó, người mẹ của ngài đó, thì Đức Thanh Tuệ cũng nhấn mạnh chuyện nhân duyên, đúng không? Để cho quý vị hiểu, tại vì á, đôi khi quý vị hãy nghĩ à, nhân duyên đó đây á, là cái vị Phật tử có trả lời câu là à, làm sao mình phàm phu mình biết được cái nhân duyên đó, quý vị, cái nhân duyên này nó hiểu, nếu mà nó hiểu cũng hiểu theo tuần tự thứ lớp, đúng không? Chứ không phải là mình nói mình đợi tới chứng thánh thứ nhất, đến thứ hai, đến thứ ba, đến thứ tư thì mới hiểu được những nhân duyên. Xin thưa, hiểu như vậy cũng sai luôn quý vị. Tại vì á, trong một bài kinh mà để gọi, tạm gọi một khía cạnh của nhân duyên nha, ở đây sử dụng gọi là khía cạnh của nhân duyên thôi nha, một khía cạnh nhân duyên thôi nha, thì có một lần ngài Ananda, lúc đó là ngài đó là thánh tu đồ hoàng quý vị, mới hỏi Đức Phật là, ngài mới nói Đức Phật là con thấy cái sự vận hành của nhân duyên á, vận hành của lý nhân duyên á, nó rất là dễ hiểu, rất là dễ hiểu, con hiểu được rồi. Thì Thế Tôn ngài mới nói nè Ananda, chớ nên nói như vậy, cái cạnh mà gọi về nhân duyên đó, nó rất là sâu sắc, nó rất là thâm thâm vi diệu, mà nếu mà nói về hiểu trọn vẹn, hiểu tường tận đó, không hiểu tận cùng đó, thì chỉ có vị Phật toàn giác nó mới hiểu được thôi, chứ phải không phải đơn giản thôi. Vì còn á, khi mà nói về cái chữ nhân duyên ở đây á, mà hiểu nãy chưa có nhấn mạnh á, mình hiểu theo tuần tự thứ lớp như vậy, đúng không? Chứ không phải mình đã thấy thánh là như thế nào. Giống như á, khi nói về chánh kiến á, có nhiều vị cũng hiểu lầm, nói là à chánh kiến khi mà đạt tới thành thánh mới thực sự là chánh kiến, thưa không quý vị, tại vì trong chú giải có giải thích á, là chánh kiến cũng hiểu tuần tự, nghĩa là sư không nhớ chính xác là có bao nhiêu chi, nhưng mà tổng cộng là trong chú giải có liệt kê là như là tuần tự lên tới hình như khoảng trên 10 chi, không có nghĩa là hiểu tuần tự, giống như hiểu về tư duy về nhân quả nghiệp báo, tư duy về làm có được, có thiện có ác, có sanh về cõi trời, có địa ngục này nọ, quý vị như vậy đó. Ừ. Cho nên đó, là để kết thúc câu hỏi câu trả lời ở đây, không thì sư cũng một lần nữa xin nhấn mạnh cái chữ nhân duyên đó, mình phải hiểu nó có nghĩa là mình hiểu tổng quát, vâng, và mình hiểu tầm quan trọng của nó, chứ mình đừng nghĩ nó hẹp quá rồi mình phải bó buộc nó trong một cái hoàn cảnh nào à, là phải như vậy, có nghĩa là trong trường hợp này, trong có nghĩa là phải giống như nãy sư hiện tại có nhấn mạnh, nó có nghĩa là thuốc đó, là không có thuốc nào mà chữa bệnh, cho ngay cả Đức Phật cũng vậy, Đức Phật tùy duyên mà ngài tế độ của mỗi chúng sanh, tùy tùy căn cơ đó, chứ không thể đem một bài thuốc mà để tế độ của chúng sanh được đó. Thì xin kết thúc cái phần trả lời ở đây, và không biết thầy Đức bổ sung không? Xin cảm ơn. À, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.
chung này cũng ngắn.